trên màn ảnh Hoa ngữ, có không ít bộ phim ngay sau khi đạt được thành công nhất định thì các nhà sản xuất liền nảy ra ý định làm thêm phần 2 để tiếp tục vắt sữa kiếm thêm lợi nhuận. Những phần phim được thực hiện theo kiểu này đa phần đều vấp phải sự phản đối của khán giả và cuối cùng rơi vào cảnh thất bại. Tuy nhiên, cũng có nhiều bộ phim do có đoạn kết chưa trọn vẹn hoặc do có sức hấp dẫn quá lớn khiến khán giả kỳ vọng nhà sản xuất sẽ cho ra thêm phần 2. Trong video này, hãy cùng Cbiz Phim điểm qua những bộ phim có phần 2 đang được mong đợi nhất ở thời điểm hiện tại nhé! Đường Triều Quỷ Sự Lục phần 2. Câu chuyện của phim được diễn ra dưới bối cảnh Đường Triều, mở đầu phim đã hiện ra các cảnh tượng thịnh thế thời Đại Đường. Đây là thời đại lưu hành rất nhiều truyền thuyết bí ẩn, cho thấy trí tưởng tượng của con người trong giai đoạn này vô cùng phong phú. Chính vì sự phát triển không ngừng của đời sống vật chất, nhiều văn hóa khác nhau được du nhập là nguồn cơn phát sinh những sự kiện ly kỳ, khó lòng lý giải. Phần 1 của Đường Triều Quỷ Sự Lục gồm có 36 tập, xoay quanh 8 vụ án quỷ dị mang phong cách khác biệt, được đặt tên lần lượt là Hồng Trà Trường An, Thạch Kiều Đồ, Chúng Sinh Đường, Hoàng Mai Sát, Cam Đường Dịch Quái Đàm, Đà Thần, Nhân Diện Hoa và Tham Thiên Lâu. Mỗi một vụ án đều mang đến cho khán giả những câu chuyện thần bí, quỷ dị được truyền tai nhau và ẩn chứa nhiều tình lôi cuốn, hấp dẫn không ngờ đến. Bên cạnh điểm cộng lớn nhất là đã khai thác tốt đề tài trinh thám phá án, pha trộn thêm các yếu tố bí ẩn, thì bộ phim Đường Triều Quỷ Sự Lục còn ghi điểm bởi kịch bản chắc tay, được trau chuốt trong từng vụ án. Toàn bộ 8 vụ án chính trong phim có sự xuất hiện của hơn 100 nhân vật khác nhau, mỗi nhân vật đều có thiết lập rõ ràng, với nét đặc trưng riêng và câu chuyện sâu sắc. Thêm vào đó, bối cảnh câu chuyện cực kỳ hoành tráng, hoa lệ đến độ có chút khoa trương so với một bộ phim chỉ được đầu tư ở mức bình thường. Đặc biệt, các tình tiết phá án như lạc vào mê cung, kết hợp với phương thức hiện thực câu chuyện bí ẩn trở thành hình thức phá án khiến cho mỗi tập phim đều hoàn toàn đáng xem và càng tăng cao độ khó cho bộ phận chế tác. Toàn bộ các diễn viên trong phim dù không phải là những cái tên nổi tiếng, nhưng tất cả có diễn xuất cực kỳ ổn định, khiến người xem bị cuốn theo từng phân cảnh. Khi Đường Triều Quỷ Sự Lục được phát sóng vào tháng 9 năm 2022, bộ phim nhận được tình cảm to lớn từ khán giả và nhận về 7,9 điểm trên Douban. Chính vì vậy, sự trở lại của phần 2 thu hút lượng lớn khán giả trông đợi. Bên cạnh đó, hai diễn viên chính Dương Húc Văn và Dương Chí Cương đều sẽ tái xuất với vai diễn quen thuộc là Lư Lăng Phong và Tô Vô Doanh. Điều này càng giúp khán giả an tâm hơn về mặt diễn xuất, cũng như tính liền mạch của các nhân vật chính trong phần 2. Theo công bố từ IKEA, thì phần 2 của Đường Triều Quỷ Sự Lục đã vượt mốc 2,5 triệu lượt đặt trước tính đến đầu năm 2024, lọt vào danh sách một trong những phim cổ trang được mong đợi nhất năm 2024 của nền tảng này. Thiếu Niên Ca Hành phần 2. Câu chuyện trong phần 1 của Thiếu Niên Ca Hành bắt đầu khi cậu thiếu niên hiệp khách tính tình trượng nghĩa, nhưng lại có suy nghĩ đơn giản là Lôi Vô Kiệt do Ngao Thụy Bằng đóng, lên đường tìm đến Tuyết Nguyệt Thành bái sư. Trên đường, chàng ta lạc đến khách điếm Tuyết Lạc Sơn Trang. Khi đang dừng chân dùng bữa tại đây, thấy một toán cướp hành động ngang tàng, Lôi Vô Kiệt nổi máu anh hùng, ra tay hành hiệp trượng nghĩa. Nào ngờ lần đánh cướp này lại khiến khách điếm hư hỏng nặng. Ông chủ của Tuyết Lạc Sơn Trang là Tiêu Sắt, do Lý Hoành Nghị đóng, vốn là lục hoàng tử của Bắc Ly, đang sống ẩn giật, đã quyết đòi bằng được tiền đền bù tổn thất. Do không có đủ tiền, Lôi Vô Kiệt đành dẫn theo Tiêu Sắt đến Tuyết Nguyệt Thành cùng mình để lấy tiền. Trên đường đi, họ quen biết được Hòa Thượng Vô Tâm, do Lưu Học Nghĩa đóng, Đại sư huynh Đường Liên, do Lý Hân Trạch đóng, cùng những thiếu niên anh hùng khác. Từ đó mở ra câu chuyện phiêu lưu giang hồ đầy thú vị, đồng thời cũng hé lộ những bí mật thân thế và lật dở lại những ân oán tình thù từ bao đời trước đầy kịch tính. Vào dịp kỷ niệm một năm ngày phát sóng Thiếu Niên Ca Hành vừa qua, đoàn phim đã công bố khởi quay phần 2 của bộ phim với tên gọi Thiếu Niên Ca Hành. Nam Minh Ly Hỏa vẫn do đạo diễn Doãn Đào làm đạo diễn, cùng với đó là sự trở lại của bộ ba nam chính Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng và Lưu Học Nghĩa. Theo nguyên tắc, Thiếu Niên Ca Hành Nam Minh Ly Hỏa sẽ chủ yếu kể về những việc xảy ra với Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt, Vô Tâm, Tư Không Thiên Lạc và những người khác trong chuyến đi đến Nam Quyết và dấn thân vào cuộc chiến hoàng gia vô cùng khốc liệt của triều đình Nam Quyết, cùng với đó là những lần đương đầu với các cao thủ mạnh mẽ hơn cả trong phần 1. Tiêu Sắt sẽ sử dụng trí tuệ và lòng dũng cảm của mình như thế nào để bảo vệ sự bình yên của thiên hạ khi phải đối mặt với các kẻ thù ngày càng hùng mạnh và nguy hiểm hơn. Võ công của Lôi Vô Kiệt và Vô Tâm liệu sẽ đột phá đến được cảnh giới nào? Tất cả những điều này sẽ được giải đáp trong phần 2 của Thiếu Niên Ca Hành. Tuyết Trung Hãn Đao Hành phần 2. Tuyết Trung Hãn Đao Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng có cùng tên của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu. Với sự tham gia của các diễn viên như Trương Nhược Quân, Lý Canh Hy, Hồ Quân, Cao Vĩ Quang, Trương Thiên Ái. Phần 1 của phim đã tạo ra một sức hút kinh khủng khi đã cán mốc 4 tỷ lượt xem chỉ sau 23 ngày phát sóng.
Tuyết Trung Hãn Đao Hành lấy bối cảnh thời phong kiến giả tưởng vô cùng loạn lạc, chiến tranh liên miên, dân chúng khắp nơi oán thán. Ở vùng Bắc Lương có chàng thế tử Từ Phượng Niên, do Trương Nhược Quân thủ vai, nổi tiếng ăn chơi trác táng. Bắc Lương Vương Từ Kiêu cũng chính là phụ thân của Từ Phượng Niên, vì muốn y chú tâm tu luyện bản thân để có thể đảm nhận vương vị trong tương lai, nên để y lưu lạc trong giang hồ, rèn rũa bản thân. 3 năm sau, Từ Phượng Niên trở về vương phủ, lột xác trở thành một chính nhân quân tử thật thụ, nhưng y lại không muốn trở thành Bắc Lương Vương đơn độc, lạnh lùng như cha mình muốn. Thế nhưng sau nhiều biến cố và mất mát, Từ Phượng Niên lại thay đổi suy nghĩ. Chàng muốn trở thành Bắc Lương Vương, nhưng sẽ là một Bắc Lương Vương tài đức, nhân ái thay vì tàn nhẫn, lạnh lùng như cha mình. Để thực hiện điều đó, Từ Phượng Niên lại lần nữa lên đường, dấn thân vào giang hồ để rèn luyện bản thân. Trong chuyến hành trình này, Từ Phượng Niên không chỉ giác ngộ được võ thuật, mài dũa ý chí, mà chàng còn tìm được sự thật đằng sau cái chết của mẹ mình năm xưa. Bối cảnh võ thuật độc đáo, mối quan hệ nhân vật phức tạp, những đấu đá chính trị để giành lấy quyền lực trong triều đình và những thăng trầm của cốt truyện tạo nên sức hấp dẫn của tác phẩm này. Trong Tuyết Trung Hãn Đao Hành phần 2, câu chuyện sẽ tiếp tục xoay quanh quá trình xông pha giang hồ của Từ Phượng Niên, tập trung kể về chuỗi các sự kiện Bắc Lương Thế Tử sẽ trải qua sau khi rời Lương Châu và đi đến Bắc Mãng. Những trải nghiệm này không chỉ là bài kiểm tra cho tính cách và trí tuệ của Từ Phượng Niên mà còn giúp võ công của anh đột phá lên một cảnh giới cao mới. Trên cơ sở duy trì những gì tinh túy của mùa đầu tiên, Tuyết Trung Hãn Đao Hành phần 2 sẽ có thêm nhiều sự thay đổi quan trọng. Ngoài vai nam chính Từ Phượng Niên vẫn do Trương Nhược Quân đảm nhận, thì nhiều vai diễn quan trọng có thể sẽ phải thay đổi diễn viên. Đồng thời, theo chia sẻ từ đoàn làm phim thì chất lượng của các cảnh võ thuật cũng sẽ được cải tiến, hạn chế áp dụng hiệu ứng slow motion cho các cảnh đánh nhau. Ngoài ra, kịch bản phần 2 cũng sẽ đào sâu hơn vào cốt truyện và câu chuyện của các nhân vật. Tất cả những điều này càng khiến khán giả tràn đầy kỳ vọng vào phần 2 của Tuyết Trung Hãn Đao Hành. Ở rể phần 2. Phần 1 của Ở rể do Quách Kỳ Lân và Tống Dật diễn chính là một cú hit lớn của màn ảnh Hoa ngữ năm 2021. Đây là bộ phim đầu tiên phá mức nhiệt 10.000 của IKEA và liên tục lọt vào danh sách các phim truyền hình hay nhất năm 2021. Ở rể là câu chuyện thú vị kể về cuộc sống sau khi xuyên không về thời cổ đại của Ninh Nghị. Anh vốn là một chuyên gia đầu tư tài chính tài giỏi ở thế giới hiện đại, nhưng vì một vài biến cố bất ngờ mà đã xuyên không về thế giới cổ đại. Trong thân phận mới là chàng rể vô dụng của Tô Gia, một gia tộc giàu có nổi tiếng, sở hữu cửa hiệu buôn bán vải vóc lớn nhất nhì của vùng. Ninh Nghị vốn muốn sống một cuộc sống nhẹ nhàng, buông thả và lười biếng, bởi vì anh cũng đã quá mệt mỏi với công việc kinh doanh đầy tính toán và phiền não của thế giới hiện đại. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, sau nhiều tình huống oái oăm, bất đắc dĩ, Ninh Nghị lại dần ngứa nghề, nhiều lần bày mưu tính kế giúp hiệu vải Tô Gia vượt qua khó khăn và ngày càng lớn mạnh. Với nhiều khán giả truyền hình thì xuyên không là mô típ đã quá quen thuộc. Tình tiết những cô gái từ thế giới hiện đại xuyên về cổ đại gây ra những tình huống dở khóc dở cười chính là cần câu cơm của nhiều bộ phim chiếu mạng những năm gần đây. Thế nhưng, Ở rể lại xây dựng một câu chuyện hoàn toàn ngược lại. Thay vì nhân vật chính xuyên không là một cô gái, bộ phim lại để một nam nhân tài giỏi xuyên về cổ đại trong thân phận ở rể nhà giàu. Vừa bất tài lại còn ăn hại đã khiến nội dung bộ phim thêm phần mới lạ và thú vị. Chính tình huống dở dở ương ương ấy đã góp phần khắc họa rõ nét các nhân vật, tạo nên sự hài hước và hấp dẫn cho bộ phim. Bên cạnh cách xây dựng tình huống phim mới lạ, Ở rể cũng được đánh giá cao bởi nội dung khá logic, không não tàn như nhiều bộ phim cùng thể loại. Song song với tuyến tình cảm giữa chàng rể Ninh Nghị và nàng tiểu thư Tô Đàn Nhi, bộ phim cũng xoáy sâu vào quá trình lập nghiệp. Xây dựng cuộc sống của đôi phu thê mới cưới giúp tăng thêm chiều sâu cho nội dung của bộ phim, đồng thời kích thích sự tò mò của khán giả về những tình tiết tiếp theo trong tương lai của hai người. Chia sẻ trong chương trình Tạp kỹ Mao Tuyết Uông phát sóng vào tháng 12 năm 2023, nữ chính Tống Dật cho biết bộ phim Ở rể 2 phút dự kiến sẽ bắt đầu quay vào khoảng cuối quý 3 hoặc quý 4 năm 2024. Hiện tại kịch bản phim vẫn trong giai đoạn hoàn thiện, đồng thời nhà sản xuất và đạo diễn phim cũng đang dục dịch chuẩn bị các khâu cần thiết để khởi động phần 2 của Ở rể. Khánh Dư Niên 2. Khánh Dư Niên 1 khép lại với cảnh Phạm Nhàn ngã xuống trước lưỡi kiếm của Ngôn Băng Vân trong sự ngỡ ngàng của người xem. Tuy nhiên, theo sự bật mí của biên kịch Vương Quyện, việc Phạm Nhàn không hề bị đâm một cách bất ngờ, mà rất có thể Ngôn Băng Vân và Phạm Nhàn đã có thỏa thuận từ trước bằng việc Phạm Nhàn giả chết để giải nguy. Điều đáng chú ý đó là khi Phạm Nhàn ngã xuống, Vương Khải Niên không hề lộ diện. Khán giả suy đoán rằng Vương Khải Niên đã bỏ chạy trong đêm để tìm quân cứu viện. Một mặt để bảo vệ sự an toàn cho tất cả mọi người, mặt khác để loan tin Phạm Nhàn gặp nạn cho Trần Bình Bình và Khánh Đế. Tuy Trần Bình Bình đã lợi dụng Phạm Nhàn, Khánh Đế cũng nhiều lần khảo nghiệm Phạm Nhàn, nhưng hai người này vẫn rất xem trọng Phạm Nhàn. Khi được tin Phạm Nhàn chết,
Khánh Đế và Trần Bình Bình chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Điều này không chỉ phá vỡ được cục diện do nhị hoàng tử sắp đặt, mà còn dụ nhị hoàng tử từ chỗ tối ra chỗ sáng, đồng thời cũng đưa Phạm Nhàn từ thế bị động biến thành chủ động trong ván cờ của Trần Bình Bình. Tiếp đó, fan nguyên tác đều biết thái tử và trưởng công chúa có mối quan hệ tình cảm không bình thường, điều này cũng được thể hiện trong bản truyền hình. Phạm Nhược Nhược nhìn thấy một bức chân dung nữ nhân trong phủ thái tử, đây giống như một bước đệm trong sợi dây tình cảm giữa trưởng công chúa và thái tử. Nhưng theo dự đoán, mối quan hệ tình cảm này sẽ được thay đổi thành thái tử yêu thầm cô của mình. Phần 2 này cũng chứng kiến màn quay lại kinh đô của trưởng công chúa sau khi bị hạ lệnh phải trở về đất phong ở cuối phần 1. Trước đó, khi rời khỏi kinh thành, Lý Vân Duệ cũng từng nói sẽ tặng Phạm Nhàn một phần lễ vật lớn, liệu đó sẽ là gì? Câu trả lời sẽ được sáng tỏ trong phần 2 này. Trong nguyên tác, Phạm Nhàn có tất cả 5 người phụ nữ, Lâm Uyển Nhi do Lý Thấm thủ vai là chính thê và có một con trai với Phạm Nhàn. Ngoài ra Phạm Nhàn còn có 2 người con với 2 người phụ nữ khác là Tư Tư và Đậu Đậu. Nhưng trong phần 1, ngoại trừ mối tình với Lâm Uyển Nhi thì các mối tình còn lại đều bị lược bỏ. Điều đáng chú ý ở đây là trong kịch bản phim, ngoài Lâm Uyển Nhi thì Hải Đường Đoá Đoá cũng là cô gái có sức ảnh hưởng rất lớn với Phạm Nhàn. Trong tiểu thuyết, khi Phạm Nhàn ở Giang Nam đều có Đoá Đoá ở cạnh. Nếu phần nội dung này được tiếp tục trong bản truyền hình, thì rất có thể Hải Đường Đoá Đoá sẽ trở thành sợi dây tình cảm của Phạm Nhàn trong phần 2 này. Ngoài ra, phần 2 còn có sự xuất hiện của công chúa Bắc Tề do Mao Hiểu Đồng thủ vai và một vai khác nữa do Vương Sở Nhiên thủ vai cũng sẽ mối liên hệ mật thiết với Phạm Nhàn. Mặt khác, trong phần 1 các vị đại tông sư vẫn chưa lộ diện, cả Khổ Hà, Tư Cố Kiếm, Diệp Lưu Vân chỉ mới được nhắc tên chứ chưa thật sự lộ diện. Thêm vào đó, vị tông sư trong Hoàng Cung Nam Khánh cũng chưa được tiết lộ và đây cũng là những điều có thể trở thành nội dung trọng tâm của phần 2. Ngoài kịch bản hấp dẫn thì một yếu tố khiến mình và nhiều khán giả phải khen ngợi ở Khánh Dư Niên, đó chính là dàn diễn viên thực lực đỉnh của chóp. Đảm nhận nhân vật trung tâm của phim, Trương Nhược Quân đã khiến người xem phải trầm trồ vì diễn xuất ấn tượng, biểu cảm hay đài từ đều không có điểm gì để chê. Dàn diễn viên gạo cội như Trần Đạo Minh, Ngô Cương hay Vu Vinh Quang đều cho thấy gừng càng già càng cay, ai xem cũng phải tắm tắc khen ngợi. Ngay cả Quách Kỳ Lân, Tống Dật, Tân Chỉ Lôi, dù chỉ là nhân phụ nhưng cũng đã hoàn thành quá xuất sắc vai trò của mình. Điều may mắn ở phần 2 của Khánh Dư Niên đó là giữ lại được toàn bộ dàn diễn viên chủ chốt, ngoài ra còn thêm những gương mặt mới như Mao Hiểu Đồng, Vương Sở Nhiên, Phó Tân Bác, Ngô Hạnh Kiện. Nhìn đâu cũng toàn thấy diễn viên thực lực và những ngôi sao có diễn xuất ổn áp cả, đúng là sự hoành tráng của Khánh Dư Niên 2 khiến ai cũng phải kinh ngạc. Cũng vì tất cả những điều này mà phần 2 của Khánh Dư Niên hứa hẹn sẽ còn lôi cuốn, hấp dẫn và bùng nổ hơn nữa so với phần 1. Trên đây là những bộ phim có phần 2 được khán giả mong đợi nhất ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra, còn có phần 2 của Trường Tương Tư. Mà mình cũng có một video riêng để nói về các tình tiết và đại kết cục của các nhân vật, các bạn có thể tìm xem thử nhé. Tuy nhiên, khác với các dự án mà mình đã đề cập trong video này, Trường Tương Tư đã được quay hoàn thành từ rất lâu và được chia làm 2 phần để phát sóng, chứ không phải là quay từng phần như những bộ phim còn lại. Bạn có đang mong chờ phần 2 của bộ phim nào hay không? Hãy chia sẻ với mọi người ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!